Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đó là cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về bàn cờ quân sự thế giới ngày hôm nay thì mọi con mắt trên thế giới đang đổ dồn về một sự kiện kinh tế quốc tế diễn ra tại Saint Petersburg. Trong cái sự kiện này chúng ta biết là đã có những ký kết hơn 900 thỏa thuận với số lượng tiền lên tới 3,8 nghìn tỷ rúp, tương đương với 45,4 tỷ USD. Chưa hình dung được là bản thân phương Tây sử dụng biện pháp tuyên truyền hạ bệ Nga như thế nào, mà để đến ngày hôm nay các nhà kinh tế lớn vẫn xuất hiện ở tại Saint Petersburg của Nga và ký thỏa thuận đầu tư lớn vào Liên bang Nga. Nhìn vào những cái thỏa thuận đầu tư này thì bản thân các giới tài phiệt phương Tây rất là tiếc. Tiếc vì họ đã rời khỏi đất nước Nga theo mệnh lệnh của phương Tây và để rồi thả lại một cái người ta gọi là một cái thị trường màu mỡ béo bở cho các giới tài phiệt của phần còn lại của thế giới tiến tới làm ăn và hợp tác với lại gấu Nga. Vậy là trên bàn cờ quân sự thế giới càng ngày thì Nga lại càng khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng của mình đối với thế giới, còn Hoa Kỳ thì lại càng thể hiện sự thất bại về mặt trận kinh tế. Trong khi xung đột diễn ra tại Ukraine đang giao tranh ác liệt, tập thể phương Tây vẫn đang phải hô hào tăng cường viện trợ. Tuy nhiên thì nó không thể bù đắp lại được những sự mất mát của lực lượng vũ trang Ukraine ở trên chiến tuyến. Không bù đắp lại được. Sơ sơ ngày hôm nay có gần 10.000 binh sĩ Ukraine đã được nhận giấy báo tử. Hàng trăm chiếc xe tăng các loại phương Tây viện trợ đã bị đăng xuất. Vài trăm chiếc xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân cũng bị tiêu diệt và nhiều phương tiện chiến đấu bộ binh khác cũng bị làm hỏa táng ở trên chiến trường. Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn đang bị áp đảo về mặt đó là hỏa lực. Nga vẫn đang làm chủ bầu trời của Ukraine và tiêu diệt trực tiếp vào đội hình của Ukraine. Phương Tây thì vẫn kỳ vọng một chiến công của lực lượng vũ trang Ukraine trong cái cuộc phản công này, nhưng chỉ là kỳ vọng để rồi mà thất vọng, chứ không có kỳ vọng để rồi mà thành công. Trong ngày 18 tháng 6, thì ông Blinken, ngoại trưởng của Mỹ, đã đi tới thăm Bắc Kinh với mong muốn là không có tính toán sai lầm trong quan hệ đó là Mỹ-Trung. Nhưng có lẽ đến thời điểm bây giờ thì tính toán của Mỹ đối Bắc Kinh đã là một sai lầm rồi. Phía Trung Quốc đưa ra một kịch bản rằng nếu như xảy ra xung đột giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thì là do Mỹ khiêu khích, lời thách thức dành cho Nhà Trắng. Và chúng ta cũng biết rằng trong bối cảnh tiềm lực của Nhà Trắng bây giờ thì chẳng thể đối đầu với Nga hay Trung Ấn được, mà bản thân Hoa Kỳ đang cố gắng để mời gọi mua chuộc phần còn lại của thế giới sau những sức ép bằng tài chính kinh tế không thành công, thì bây giờ đang cố gắng tìm mọi cách để mời gọi thông qua con đường mua chuộc. Nhưng mà những cái chính sách của Hoa Kỳ trong suốt 30 năm đơn cực và trong cả thế kỷ 20, phần còn lại của thế giới đã quá rõ và âm mưu và bản chất của Hoa Kỳ rồi. Cho nên con đường của Mỹ để giành lại phần lợi thế của mình, nó sẽ không tồn tại trên bàn cờ quân sự thế giới. Với xung đột diễn ra tại Ukraine, thì Nga cảnh báo NATO về hậu quả của việc can thiệp sâu, quá sâu vào xung đột tại Ukraine, tức là Nga cảnh báo NATO. Tổng thống Nga Putin đã lên tiếng cảnh báo có thể xảy ra nhiều nguy cơ nghiêm trọng nếu NATO tiếp tục can thiệp sâu hơn nữa vào cuộc xung đột diễn ra tại Ukraine. Phát biểu tại diễn đàn kinh tế Saint Petersburg, Tổng thống Putin nhấn mạnh NATO đang kéo sâu vào cuộc xung đột ở Ukraine và việc nhiều quốc gia cung cấp vũ khí quân sự hạng nặng cho Kiev sẽ không có lợi cho bên nào mà chỉ khiến cuộc xung đột kéo dài và không có hồi kết. Nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo là Moscow sẽ đáp trả tương ứng nếu thấy thành viên NATO không đưa ra các kế hoạch giảm bớt nguồn cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Trước đó, nhiều quốc gia thành viên NATO đã lên kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, trong đó Đức viện trợ cho Ukraine xe tăng Leopard 2, Anh cũng viện trợ xe tăng chiến đấu chủ lực và Mỹ cũng đang làm như vậy. Đây là những lời cảnh báo đến từ
Điện Kremlin đến từ ngài Putin. Phương Tây cũng hiểu rằng khi mà một tuyên bố đến từ ngài Putin được đưa ra thì nó không phải là một lời nói đùa. Nó càng không phải là một thông cáo báo chí đơn thuần. Phương Tây buộc phải xem xét một cách đó là nghiêm túc để viện trợ cho Ukraine một cách thận trọng hơn để tránh chọc giận gấu Nga. Vì chọc giận gấu Nga sẽ không có lợi cho tập thể phương Tây. Sau hơn một năm, mọi kế hoạch, mọi hành động của Mỹ và Âu hỗ trợ cho Ukraine và dìm nước Nga xuống, đè bẹp nước Nga đã thất bại. Thì đến ngày hôm nay họ chỉ còn hy vọng trong giấc mơ sẽ tạo ra một kết quả thần kỳ nào đó ở trên chiến trường. Kết quả thần kỳ sẽ chẳng xảy ra bởi không có một vũ khí phương Tây nào được gọi là vũ khí thần kỳ để thay đổi cục diện cuộc chơi về xung đột Nga và Ukraine cả. Trong tình thế như vậy thì phương Tây cũng gửi tín hiệu mới tới Putin trước sự phản công thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine. Các nước phương Tây có thể chuyển giao cho Ukraine những chiến đấu cơ F-16 không có khả năng giúp đỡ lực lượng vũ trang Ukraine trong chiến trường, mà chỉ để báo hiệu cho Putin rằng NATO sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ cho chính quyền Kiev. Nhà bình luận đã chia sẻ điều này với lại Bloomberg. Đây đương nhiên là tín hiệu của phương Tây, là sẵn sàng viện trợ vũ trang cho Ukraine lâu dài nhất có thể với mục tiêu để gây áp lực cho dư luận của Nga thôi. Và đe dọa tinh thần binh sĩ của Liên bang Nga rằng chiến dịch này sẽ còn kéo dài. Với cái thông điệp này, phương Tây chờ đợi là một cuộc phản chiến diễn ra ở tại quần chúng nhân dân Nga. Nhưng quần chúng nhân dân Nga là một dân tộc anh hùng. Phương Tây làm sao đạt được cái âm mưu của mình được? Máy bay F-16 mà đồng minh NATO có thể gửi đến Ukraine khó có thể đến kịp thời để giúp Kiev trong cuộc phản công hiện tại. Số lượng máy bay thưa thớt này cũng sẽ không đủ để xoay chuyển tình hình trên không. Liên minh ấy, có thông điệp khác trong tâm trí. Bài viết có tựa đề là máy bay chiến đấu F-16 thông điệp gửi tới Putin sự ủng hộ dành cho NATO ấy, không hề đó là giảm. Sự ủng hộ của NATO dành cho Ukraine sẽ không hề giảm. Theo các nhà báo thì với quyết định như vậy, phương Tây muốn cho Nga thấy họ sẵn sàng tiếp tục bơm vũ khí vào chính quyền Kiev. Đồng thời họ lưu ý rằng việc chuyển giao máy bay chiến đấu có thể sẽ không có ý nghĩa thực tế đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Đây là một động thái tiềm ẩn rủi ro. Việc bảo dưỡng những chiếc F-16 cũ kỹ này có thể tiêu tốn hàng trăm triệu đô la của Mỹ mỗi một năm. Cho nên đây nó chỉ là một kịch bản động thái gửi tới cho Putin về việc phương Tây sẽ không mệt mỏi trong kế hoạch viện trợ và hỗ trợ cho Ukraine. Không mệt mỏi, nhưng phương Tây cũng không thể viện trợ vũ trang cho Ukraine một cách vô thời hạn được. Hệ thống công nghiệp quốc phòng của phương Tây đã và đang không đáp ứng được cho kho dự trữ của chính mình, thì càng không thể đáp ứng được nhu cầu lực lượng vũ trang Ukraine dùng trên chiến trường. Nhìn vào nguồn viện trợ đổ bộ vào cho Ukraine, nó không bù đắp lại được những gì mà Ukraine đang bị tổn thất trong những ngày vừa qua. Không bù đắp được cái lượng tổn thất thì làm sao có cơ hội để thay đổi cục diện. Trước cái thông điệp mà NATO gửi tới cho Điện Kremlin thì Ngoại trưởng Lavrov cũng có lời đáp trả. Nga sẽ đáp trả nếu F-16 xuất hiện trên bầu trời Ukraine. Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình RT, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết là nước này sẵn sàng đáp trả về mặt kỹ thuật quân sự nếu máy bay chiến đấu F-16 của phương Tây xuất hiện trên bầu trời của Ukraine. Nga đang thể hiện một lập trường cứng rắn tự tin, không ngần ngại trước các động thái của tập thể phương Tây khi muốn hỗ trợ cho Ukraine để nghiền nát Liên bang Nga trên chiến trường. Tất nhiên sẽ có phản ứng về mặt kỹ thuật quân sự, ông Lavrov nói. Ngoại trưởng nói thêm rằng là Nga đã thể hiện sự phản đối mạnh mẽ trong khuôn khổ cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến khả năng máy bay F-16 được chuẩn bị chuyển giao cho Ukraine có thể mang vũ khí đó là hạt nhân. Phát biểu cho biết là Tổng thống Nga Putin cho biết bất kỳ máy bay chiến đấu F-16 nào mà phương Tây gửi đến Kiev, nó sẽ bị phá hủy giống như xe tăng Leopard của Đức đã chuyển giao. Xe tăng đang bốc cháy, trong số đó có Leopard, F-16 cũng sẽ bốc cháy tương tự như vậy.
Về việc này thì các cựu các tức là các phi công, cựu phi công lái máy bay 16 thì cũng đã chia sẻ về điểm yếu của nó. Nó không phải là vũ khí có thể thay đổi được cục diện trên chiến trường. Nó càng không thể làm bầu làm chủ trên bầu trời của Ukraine. Và vũ khí F-16 sẽ không thể che giấu được tàng hình được trước radar của F-400 và F-500 của Nga. Vậy thì bản thân tập thể phương Tây cũng chỉ muốn gửi tín hiệu phương Tây sẽ tăng cường viện trợ không mệt mỏi, Nga sẽ tăng cường tấn công cũng không mệt mỏi. Ông Putin nói về logic hành động hoàn hảo của Nga ở Ukraine theo quan điểm luật quốc tế. Tổng thống Nga Putin cho biết này, logic hành động của Nga liên quan đến tình hình ở Ukraine là hoàn hảo theo quan điểm của luật quốc tế và hiến chương của Liên Hiệp Quốc. Trò chơi Hoa Kỳ đã tạo ra và đến bây giờ là tự tay đốt nhà rồi đấy. Phương Tây tự tay đốt nhà đấy. Chính quyền Kiev đã phát động cuộc chiến này vào năm 2014. Theo điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, chúng tôi có quyền hỗ trợ họ theo điều khoản về quyền tự vệ. Các đồng nghiệp thân mến, nền logic này đã được nêu trong quan điểm của tôi và quan điểm các đồng nghiệp và chuyên gia của tôi là hoàn hảo, không thể chê vào đâu được theo quan điểm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, ông Putin nói. Ông Putin nhấn mạnh rằng là Nga có quyền công nhận nền độc lập của Donbass theo hiến chương của Liên Hợp Quốc. Những vùng lãnh thổ này có quyền tuyên bố độc lập. Điều này có nghĩa là chúng tôi có quyền thừa nhận chúng tôi làm điều đó, và sau khi ký thỏa thuận về tình hữu nghị và tương tác với họ, chúng tôi hoàn toàn phù hợp với hiến chương Liên Hợp Quốc, có quyền cung cấp sự hỗ trợ cho họ, bởi vì chính quyền Kiev đã nhiều lần cố gắng giải quyết vấn đề này bằng vũ lực dưới sự hậu thuẫn của Mỹ và NATO. Và ngày hôm nay bản thân Nga đang hành động theo luật pháp quốc tế và hiến chương của Liên Hợp Quốc. Hoa Kỳ đã hành động theo luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc trong câu chuyện ở Nam Tư, trong câu chuyện ở tại Trung Đông. Trong thời điểm đó Nga đã nói rằng đây sẽ là một hành động tự tay đốt nhà. Và đến ngày hôm nay Nga đã tung đòn. Và khi Nga tung đòn, phương Tây nghĩ rằng là bản thân Nga, đòn tung của Nga không đủ sức mạnh và Nga sẽ chỉ tự hủy diệt chính mình. Nhưng ai biết rằng sau khi Nga tung đòn, nó đã tạo ra một sức mạnh đủ lớn, tầm ảnh hưởng sâu rộng ở trên toàn cầu, khiến cho tập thể phương Tây hụt hơi và đuối sức trước các hành động của Liên bang Nga. Ngày hôm nay người ta càng thấy Nga tự tin thì tập thể phương Tây càng suy yếu, càng mất niềm tin vào hình ảnh của mình trên bàn cờ quân sự thế giới. Sau 16 tháng là một sự thất bại thảm hại đối với Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và đối với Hoa Kỳ. Chuyên gia Mỹ thì kể chuyện ông Putin đã làm NATO mất mặt như thế nào. NATO đã mất mặt trong một loạt các hành động liên quan chiến sự cũng như là ngoại giao địa chính trị, dẫn đầu là Hoa Kỳ. Theo chuyên gia quân sự của Mỹ, tại Saint Petersburg 2023, Tổng thống Nga Putin đã làm mất uy tín của Liên minh Bắc Đại Tây Dương khi tiết lộ số lượng thiết bị và lực lượng vũ trang Ukraine đã mất trong một cuộc phản công. Putin hoàn toàn làm mất mặt NATO khi nói có bao nhiêu thiết bị của đã bị Nga, đó là phá hủy của NATO đã bị Nga phá hủy. Theo Putin thì quân đội Ukraine đã mất khoảng 186 xe tăng, 418 xe bọc thép các loại, cùng nhiều quân nhân của Ukraine bị đăng xuất. Tổng thống Nga cũng bày tỏ tin tưởng tiêm kích F-16 sẽ bốc cháy ở Ukraine giống như Leopard đã bốc cháy. Đây gọi là một bài phát biểu tại Saint Petersburg đã làm mất uy tín của NATO, muối mặt NATO. Trong khi đó bản thân Mỹ cũng bị nhục nhã sau khi mà bản thân Nga đã ký kết được hơn 900 thỏa thuận với lượng tiền đầu tư là 3,8 ngàn tỷ rúp, tương đương 45,4 tỷ USD. Phương Tây không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại Saint Petersburg và cũng càng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với nền kinh tế mới nổi cùng với phần còn lại của thế giới. Tại sao có thể dễ dàng để trên con đường phi đô la hóa diễn ra và thúc đẩy nhanh như vậy? Con đường thúc đẩy phi đô la hóa
là bởi phương Tây thực hiện chính sách cực đoan mà nó xảy ra nhanh như vậy. Thì bản thân phương Tây phải gắng tự chịu trách nhiệm thôi, đúng không? Trong khi đó thì bản thân lực lượng vũ trang Ukraine đã kêu ca về chiến thuật cải thiện của quân đội Nga, có quá nhiều hỏa lực đang áp đảo chúng tôi. Phương Tây tập thể hơn 50 quốc gia vùng lãnh thổ hỗ trợ cho Ukraine dưới sự lãnh đạo của Mỹ. Chỉ đối đầu một mình gấu Nga thôi mà không đủ vũ trang để giúp cho Ukraine cân bằng lực lượng ở trên chiến trường. Quân đội Nga tiếp tục cải thiện chiến thuật của họ. Binh sĩ Ukraine chia sẻ điều này với New York Times. Các lực lượng của Moscow đã cải thiện khả năng phòng thủ, phối hợp pháo binh và hỗ trợ trên không. Theo các quan chức phương Tây thì những cải tiến này có khả năng khiến Nga trở thành đối thủ mạnh hơn, đặc biệt là khi họ chiến đấu phòng thủ bằng cách sử dụng sức mạnh của mình trên chiến trường. Nhân lực và khí tài phương Tây viện trợ bị đăng xuất, trong khi đó Nga vẫn bảo vệ được vùng lãnh thổ, bầu trời cũng như là binh sĩ của chính mình. Một cuộc chiến tranh tiêu hao lớn đang diễn ra mà phương Tây không còn thời gian. Theo quân đội Ukraine thì các chiến hào của Nga thường tốt hơn của Ukraine và các bong ke giống như hỗ nhận kiểu Việt Nam và sâu đến mức máy bay không người lái không thể phát hiện ra được. Máy bay không người lái không thể phát hiện ra được. Hệ thống phòng không của Nga cũng như là khả năng gây nhiễu sóng vô tuyến và bắn hạ máy bay không người lái vẫn rất mạnh. Khi mà họ tiến lên, các lực lượng Ukraine sẽ dễ bị tổn thương hơn trước sự yểm trợ của không quân Nga. Binh sĩ Ukraine thì không được yểm trợ và hỗ trợ bởi lực lượng không quân và hỏa lực dẫn đường tầm xa. Các binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine cũng nói về các cuộc phục kích của Nga được tổ chức tốt. Quân đội Nga thể hiện sự kiên nhẫn và kỷ luật và khả năng thích ứng với chiến thuật của đối phương. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều hỏa lực từ nhiều vị trí như vậy, một binh sĩ Ukraine chia sẻ ký ức bị phục kích. Đây là những gì đang diễn ra trên chiến trường, có sự thay đổi đáng kể mà làm cho tập thể phương Tây chưa có phương án để hỗ trợ cho binh sĩ Ukraine. Chỉ còn một cánh cửa duy nhất là ngồi một chỗ và than vãn kêu gào. Trong khi đó thì lời phát biểu của ngài Putin về vũ khí hạt nhân khiến người Áo phấn khích và nói rằng ông ấy đã đúng. Nhân dân phương Tây, đặc biệt là châu Âu, vẫn đang ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt, ngưỡng mộ ngài Putin và phản đối Mỹ và NATO. Nhân dân Ukraine cũng đã xuống đường yêu cầu chấm dứt xung đột và no NATO. Ngay trong Ukraine, quần chúng nhân dân còn không ủng hộ chính quyền Kiev, thì làm sao có đủ sức mạnh để mà bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và tiếp tục xung đột? Hay bản thân ông Zelensky chỉ thể hiện bản thân mình đích thực là một tay sai toàn diện trung thành của Nhà Trắng? Đọc giả báo chí ủng hộ tuyên bố của Tổng thống Putin về việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của Beirut tại một cuộc họp ở Saint Petersburg 2023. Khi đề cập đến vấn đề triển khai vũ khí hạt nhân ở Beirut, nhà lãnh đạo Nga nói rằng đây là yếu tố răn đe tín hiệu cho những ai đang nghe đến việc gây ra thất bại chiến lược đối với Nga. Đồng thời, theo Tổng thống Putin, thì các nước phương Tây không ngừng có những hành động khiêu khích cứng rắn. Họ đang chờ một câu bắt đầu nhấn nút, nhưng Nga không cần làm như vậy mà phương Tây vẫn thất bại. Đó hoàn toàn là phản ứng đúng đắn. Một liên minh phát xít như NATO là không thể lường trước và phải được kiểm soát chặt chẽ. Tội phạm từ Russell có thể và nên được kiểm soát. Tổng thống Putin đã đúng khi cho rằng phương Tây cần được nhắc nhở về điều này. Ông ấy có quyền sau những hành động khiêu khích ngu ngốc của NATO và EU. Lãnh đạo các quốc gia phương Tây nên hiểu siêu cường thực sự trên hành tinh này là ai. Và chúng ta rất may mắn khi có một tổng thống thông minh ấy, và cân bằng lãnh đạo đất nước này. Nếu Mỹ và Liên minh châu Âu quá lo lắng về giải trừ hạt nhân thì hãy để họ bắt đầu với chính họ. Ông tin người rất có trách nhiệm và ông ấy mong đợi trách nhiệm từ những người khác. Biden nên dừng cuộc chiến tranh xâm lược chống Nga và ngồi vào bàn đàm phán là con đường tốt nhất của ngày hôm nay. Ngay như quần chúng nhân dân phương Tây còn không ủng hộ cho các chính sách của Mỹ và NATO, thì làm sao bản thân tập thể phương Tây có cơ hội
lên kế hoạch mà gây hại cho Nga được? Làm sao có cơ hội để quần chúng nhân dân Nga vùng dậy mà tạo phản với lại Điện Kremlin được? Không bao giờ có cơ hội đó. Ý đồ cướp tài nguyên thiên nhiên đất đai của Liên bang Nga không bao giờ thành công. Phương Tây thất bại và tiếp tục thất bại. Thế giới đa cực mở ra và tiến tới thế giới đại đồng là con đường của chủ nghĩa cộng sản. Dù bản thân phương Tây đang cố gắng để chống lại những gì thuộc về phần còn lại của thế giới, để cổ suý cho chủ nghĩa tư bản phương Tây, nó cũng sẽ không thể tồn tại tiếp được nữa. Đó là thứ chủ nghĩa bóc lột, đó là chủ nghĩa không bảo vệ quyền lợi của nhân dân, mà chỉ bảo vệ quyền lợi của giới tư bản phương Tây, chứ không phải bảo vệ toàn bộ quyền lợi của nhân dân. Thất bại sẽ dành cho tập thể phương Tây, vinh quang sẽ dành cho người Nga. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị, anh chị và bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị, anh chị và bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị, anh chị và bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.